Chào anh chị nhá, chào anh chị quay lại với kênh Tiếng Anh là bài. Như thường lệ thôi, anh chị đăng ký bên dưới để theo dõi những clip liên quan đến ngoại ngữ tiếp theo của tôi. Những cái chia sẻ, chém gió, giao lưu, trải nghiệm cá nhân của tôi liên quan đến ngoại ngữ đấy. Thì lại tiếp tục liên quan đến cái chủ đề ngoại ngữ thôi. Thì hôm nay chủ đề sẽ là cái những ngày đầu mà tôi ra thực tế với cả Tây ở trên bờ hồ, trên phố cổ ấy. Những cái ngày đầu thì tôi đã gặp những cái trường hợp cạnh tranh lành mạnh như thế nào. Thế tôi nhấn mạnh lại cái từ là cạnh tranh lành mạnh nhá, cạnh tranh lành mạnh đấy. Thì là tôi đã kể rất nhiều clip mà trước rồi, là tôi đã từng 6 đến 7 năm trước thì tôi đã ra bờ hồ, tôi học tiếng Anh, thứ nhất là tiếng Anh với cả người nước ngoài, sau đó những thứ tiếng khác. Thì cái thời điểm đó khoảng 6 7 năm trước ra bờ hồ ấy anh chị ạ. Thì là mình tôi học được 6 tháng ở nhà nhá, tôi đã học tự học tiếng Anh 6 tháng ở nhà, bắt đầu là ra nói chuyện miền Tây. Thì là cái thời điểm mà học 6 tháng ở nhà thôi thì 95-97% là tôi dành thời gian tôi nghe nhiều ở nhà. Thế cho nên là cái thời điểm mà mình ra mình nói chuyện với Tây ấy, tôi nói chuyện với Tây ấy, thì thời gian đó nó chỉ có cái kỹ năng nghe rất là tốt thôi, chứ kỹ năng nói nó chưa có. Nói thì đúng là nói ra hồi đấy là học 6 tháng thì biết vài câu kiểu như là xin chào, bạn khỏe không, tên bạn là gì, bạn từ đâu tới, hoặc là bạn đến đây bao lâu, kiểu như thì được khoảng 5 đến 7 câu nói được tiếng Anh đấy. Nhưng mà tất nhiên là học 6 tháng mỗi ngày học khoảng 5-7 tiếng nghe, thì hồi đấy là khả năng nghe của tôi nó cũng rất là tạm tạm rồi. Tạm tạm ở trong gọi là cái lĩnh vực, trong cái chủ đề là giao tiếp nhá, chứ còn cái chủ đề khác thì không dám nói. Đấy, đúng là khoảng 6-7 tháng là tôi học ở nhà, sau đó tôi ra thực tế nước ngoài. Thì sau đó ra nói chuyện miền Tây đấy. Thì là mấy buổi đầu ra thì hồi đấy nếu mà anh chị để ý là có rất nhiều đội nhóm sinh viên và những cá nhân đơn lẻ, người ta ra đấy học tiếng Anh để người ta được thực tế với Tây, được nói chuyện với Tây. Thì tôi cũng thế. Thời gian đầu mới ra thì là mình cũng bắt chuyện, chủ đó bắt chuyện với Tây cũng là tương đối nhiều. Tôi cũng là cái thằng rất là chủ động để bắt chuyện với Tây. Nhưng mà có rất nhiều câu chuyện rất là buồn cười, kiểu như là đây là thực tế nhá. Tôi đã bị rồi và tôi đã trải nghiệm. Là ví dụ mà mình mới học thì mình ra mình bắt chuyện được một chú Tây rồi, nói được khoảng 5-10 phút thì có những cái bạn giỏi hơn nhá, bạn ấy đến sau mà bạn giỏi hơn, nhưng mà bạn ấy thấy tôi nói chuyện thì bạn cũng nói chuyện cùng đấy. Nhưng cái vấn đề ở đây là nhiều khi bạn nói cái chủ đề mình không hiểu cái gì, ví dụ lịch sử, chính trị, ca nhạc, phim ảnh, ẩm thực, văn hóa. Hồi đấy học được 6-7 tháng thì làm sao mà mình chỉ nghe gọi là nghe có đủ từ vựng để nghe tạm tạm những cái gọi là cái chủ đề giao tiếp thôi, còn những cái chủ đề khác kiểu như hoàn toàn mù tịt đấy. Thế chính vì lý do đó mà tôi nhấn mạnh là từ cạnh tranh lành mạnh đấy. Thì chỗ công cộng mình ra thì là mình đang ngồi nói chuyện anh này chẳng hạn, ngồi được 5-10 phút thì có những cái bạn đến sau, bạn ấy giỏi hơn, bạn chém gió những cái chủ đề mình không hiểu. Ngồi kiểu như là mới ra thì kiểu như là chó xem tát ao, rồi là như vịt nghe sấm đấy. Thế là chính vì lý do đó mà mình bị như thế, thì nó sẽ thúc đẩy mình hơn, nó đẩy mình là về sau về nhà là rèn luyện nhiều hơn về cả khả năng nghe, khả năng nói, khả năng giao tiếp nữa, và mình hành động nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn cho học tiếng Anh. Mà hồi đó tôi ra thì nói với anh chị như không phải một lần, không phải một người, mà không phải một lần, mà rất nhiều lần, mà rất nhiều bạn, kiểu như tôi nhớ phải 4-5 bạn mình cứ ra mình nói được khoảng 10 phút thì có mấy cái bạn đấy quen mặt rồi, thấy mình nói bắt đầu ra nói chuyện anh luôn, kiểu như mình đã bắt được trước rồi, sau đó đến sau là bắt đầu nói những chủ đề là mình không thể hiểu được. Và đến nỗi mà người ta giỏi hơn thì người ta nói anh Tây thì chỉ chú anh Tây này chỉ nói chuyện với bạn này thôi, kể cả là đến sau, vì là bạn ấy nhiều chủ đề hơn, bạn ấy show kỹ năng giao tiếp bạn ấy tốt hơn nhá, đấy, nói tiếng Anh tốt hơn, kỹ năng tốt hơn, nhiều chủ đề hơn đó. Thế là tôi bị thực tế thì thấy rất là nhiều rồi, mình cứ ra nói chuyện 50 phút thì là bắt đầu là bị 4-5 người khác, người ta nói giỏi hơn thì người ta cứ đến sau người ta nói chuyện anh Tây này để cho mình tắt điện ngay. Mình tôi đã bị ở những cái ngày đầu đi học tiếng Anh mà tôi đã liếm trải mùi là cạnh tranh lành mạnh thế rồi đấy. Thế cho nên là tôi nghiệm ra một điều là tất nhiên là cái chỗ công cộng rồi, ở những chỗ công cộng như thế thì mình tây xong là những người Việt chúng ta đã học tiếng Anh ấy, đấy là chỗ công cộng rồi đấy. Ai giỏi người đấy nói chuyện, ai giỏi người đấy giao tiếp, ai giỏi người đấy giao lưu đấy. Nhưng mà chính vì lý do mà tôi bị nép vế ở cái thời điểm như thế thì tôi chỉ biết lắng nghe, ngồi bên lắng nghe người ta nói gì mình cứ ai mình biết, không có rất nhiều cái không biết, nhưng mà có rất cứ thấy là chính vì lý do đó mà mình cái khả năng nghe, khả năng nói và khả năng lĩnh vực chủ đề khác nhau mình học hỏi từ những cái bạn giỏi hơn rất là nhiều đấy.
Thế mà chính vì lý do đó mà tôi thấy một điều rằng thì là có những cái môi trường cạnh tranh lành mạnh thế nhá, thì lại giúp chúng ta phát triển hơn, cay cú hơn, bực mình hơn, rồi là thấy mình lép vế hơn, kém hơn. Thì chính chính vì lý do đó là mình phải học nhiều hơn, mình nỗ lực nhiều hơn, mình dành thời gian để rèn luyện nhiều hơn. Cái đấy rất là tốt đấy, cái rất là tốt đấy, là cạnh tranh lành mạnh nhá. Đấy là chưa kể là học ở trường lớp hay học ở chỗ nào, đây là cái cạnh tranh thực tế luôn, cạnh tranh ở những cái chỗ công cộng luôn, mà chẳng là nó không không mang chất đúng sai phải trái gì cả, nó chỉ mang tính chất là chỗ này chỗ công cộng thôi đấy. Còn bạn nào giỏi, bạn nào tốt thì bạn lấy ra giao lưu chém gió thực tế luôn đấy, mà tôi cũng đã bị rất là nhiều rồi đấy. Thì chính nhưng mà chính vì lý do bị như thế, bị lép vế, thì là nó là một cái động lực làm tôi về nhà tôi học hành nhiều hơn. Và tôi đến thời điểm học tiếng Anh nó tạm tạm rồi như anh chị đã biết, thì sau đó tôi học thêm cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ, tiếng Hà Lan nữa đấy. Thì chính vì lý do đó mà những người mà đã từng mà đã nói chuyện là gọi là ngày xưa kiểu như là thấy kiểu như những người giỏi hơn tôi đấy đó, thì chính vì lý do đó thấy tôi nên sử dụng những ngôn ngữ khác thì họ có gì đó họ tôn trọng tôi hơn đấy. Thì chính vì lý do đó mà chúng thì chính vì lý do đó mà càng ngày tôi càng nhiều bạn quen biết nhiều bạn học ngoại ngữ hơn đấy. Thế cho nên là anh chị nào mà ra chỗ công cộng, kể cả vườn hoa ở Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng hay Sài Gòn hay Hà Nội, khi mà bắt tây thì khi mình đã bắt tây rồi, tiện có người khác nói cùng, nói chung, nói đúng, không sao cả, không sao cả. Vì làm sao? Vì đây là chỗ công cộng mọi người cùng học với nhau, không sao cả. Mà những người nào người ta giỏi hơn, chính là những người giỏi hơn người ta nói như thế, người ta nói chung như thế, người ta vào người ta học cùng như thế, thì chính vì lý do đó mà những người biết tiếp thu ấy, người ta sẽ tiếp thu nhanh hơn. Kể cả mình nhắc vế mình kém hơn, nhưng mà mình lắng nghe, mình xem cách người ta diễn đạt, cách người ta nói chuyện, cách người ta sử dụng câu, sử dụng từ thế nào trong tiếng Anh. Những người làm biết tiếp thu thì là chính là rất là tốt. Đấy là có những cái người như thế để làm sao để có động lực để về học nó hăng hơn, hăng say hơn đấy. Thì làm sao để phát triển hơn, học tốt hơn, thế thôi đấy. Thì hôm nay lại kể chuyện vui vui với anh chị thế thôi, là khoảng những cái thời gian 6-7 tháng đầu tiên, học về thằng học đầu tiên là tôi học ở nhà nhé. Sau thời gian đó tôi ra bờ hồ thì thực tế với Tây thì là gặp những trường hợp như thế nào, là mình mới học thì bị những trường hợp giỏi hơn người ta đang nói cùng, nói thậm chí nói những chủ đề mình không hiểu, mình bị nép vế. Nhưng mà chính vì lý do đó mà chúng ta học được nhiều hơn đấy. Thì nhấn mạnh một điều là tất cả nếu mà học ở chỗ công cộng thì không có đúng sai phải trái gì cả, đơn thuần là việc học thôi đấy. Anh chị nào mà bị chẳng may là đang nói chuyện mà bị người khác, người ta vào người ta nói chuyện, người ta nói giỏi hơn, thì nếu mà người ta giỏi hơn thì là lên học tập đấy. Giỏi hơn quan trọng là giỏi hơn mình đấy. Còn nếu mà không khả năng mà tiếp chuyện được với Tây thì là thôi, mình cứ nói chuyện tiếp thôi, không có gì cả đấy. Thì hôm nay làm video xem gió vui vui về trải nghiệm cá nhân, là những cái ngày đầu mà tôi thực tế với nước ngoài. Anh chị thấy vui vui đăng ký bên dưới nhá, và chia sẻ video này.